Mới đây tại buổi họp báo về triển lãm Đĩa Bầu Trời ở Đức, tiến sĩ Dominic Collis và tiến sĩ Kai Helgeworth cho biết trống đồng Đông Sơn của Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm đã được các nhà khảo cổ Đức đánh giá là có lưu trữ những thông tin quan trọng, mở nhiều nét tương đồng với những đĩa bầu trời đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Trong đó có đĩa bầu trời Nebra, là một biểu đồ sao thời tiền sử được tạo ra ở Đức vào khoảng năm 1670 trước công nguyên. Nó minh họa nhiều khía cạnh quan trọng của bầu trời, gồm mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mặc dù có những cách giải thích khác nhau, dựa trên những quan điểm khác nhau, song cả hai nhà khảo cổ, Gollis và Work, đều nhất trí ở một điểm rằng nội dung hình ảnh đĩa bầu trời Nebra ở Đức là duy nhất cho thời kỳ đồ đồng, Bronze Age Trung Âu. Và đây cũng chính là thời kỳ phát triển của trống đồng Đông Sơn Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thu Hằng, bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết cảm thấy rất tự hào khi mặt trống đồng Đông Sơn của Việt Nam được giới thiệu tại Đức với một hình thức độc đáo chưa từng có. Trống đồng Đông Sơn cho đến nay vẫn là đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, khảo cổ học trong nước và quốc tế.